Xin chào các bạn, mình là Thành Vũ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lập các báo cáo về phân tích cơ cấu tiền lương. Và video này thì mình sẽ hướng dẫn theo ba báo cáo như sau. Báo cáo đầu tiên đó là báo cáo về phân tích cơ cấu lương. Báo cáo thứ hai đó là mình sẽ nên báo cáo tổng hợp chi phí lương theo từng bộ phận. Và báo cáo thứ ba đó là mình sẽ phân tích tiền lương theo dạng lớn nhỏ. Để phục vụ cho làm video này thì dữ liệu mẫu của mình gồm có 12 tháng lương tương ứng với 12 sheet và các sheet này đều có cấu trúc giống nhau và điều kiện thứ hai đó là tên các sheet mình sẽ đặt từ T01 cho đến T12, tức là gồm 3 ký tự có chữ T đằng trước và đằng sau sẽ là các thứ tự từ 01 cho đến 12 theo thứ tự tăng dần. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang sheet đầu tiên đó là sheet báo cáo về cơ cấu lương. Trong báo cáo này thì mình sẽ gồm có hai phần, phần đầu tiên là phần tổng hợp. Mình sẽ tổng hợp theo từng chỉ tiêu đó là lương cơ bản, phụ cấp, tăng ca, tiền thưởng và tổng lương và các cột của mình thì sẽ chính là tên của các sheet. Ở phần cột chỉ tiêu thì tùy theo từng doanh nghiệp, chúng ta nếu theo dõi theo nhiều chỉ tiêu hơn thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều dòng nữa. Mình sẽ làm công thức cho chỉ tiêu đầu tiên đó là lương cơ bản thì phần lương cơ bản ở các sheet tháng lương nó sẽ ở cột E. Bây giờ thì mình sẽ làm công thức ở phần lương cơ bản như sau, mình sẽ dùng bằng hàm sumif. Tham số đầu tiên của hàm sumif mình đưa vào cột đó là sum range. Sum -RAN ở đây thì mình cần lấy từ các sheet mình sẽ thông qua dùng hàm indirect. Để bắt đầu tiên của sheet thì mình sẽ đưa vào dấu mở ngộ đơn. Mở ngộ đơn này thì mình sẽ đặt trong nháy kép. Sau đó thì mình sẽ ghép với lại tiên sheet ở dòng số 4. Tiên sheet này thì mình cần cố định dòng số 4 lại. Sau đó thì mình sẽ ghép với phần còn lại. Phần còn lại ở đây sẽ gồm có phần đóng nháy đơn của tiên sheet, phần dầu chấm than để kết thúc tiên sheet. Trên cột lương cơ bản là cột E thì mình sẽ đưa vào E 2.E sau đó thì mình sẽ đóng nháy kép kết thúc chuỗi và đóng ngoặc kết thúc hàm indirect thì khi đó hàm indirect này sẽ lấy ra chúng ta được thông số của cột E và của tháng 1 tham số thứ hai đó là cột điều kiện cột điều kiện này thì vẫn là của tháng 1 thì mình vẫn là dùng thông qua hàm indirect mình copy hàm indirect đằng trước vào mình paste vào sau dấu phẩy và phần này thì mình sẽ thay thế là cột điều kiện. Cột điều kiện ở đây mình mong muốn là cột A. Cột A ở đây tức là cột mã nhân viên và cột mã nhân viên này mình yêu cầu đó là không được bỏ trống thì mình sẽ đưa vào điều kiện đó là mở nháy kép khác. Khi chúng ta đưa vào ký tự khác như thế này thì nó sẽ xét điều kiện những giá trị ở cột A không được bỏ trống thì nó sẽ tính tổng ở cột E. Chúng ta nhìn thấy nó có một đoạn dấu thăng bởi vì là số tiền của nó tương đối lớn, nó đến hàng trăm triệu do vậy nó không đủ độ rộng mình mở rộng cột này ra và để tinh gọn cho báo cáo này đỡ nhiều số thì mình mong muốn thay đổi đơn vị tính ví dụ mình sẽ thay đổi đơn vị tính thành ngàn đồng thì kết quả của hàm SUMIF này mình sẽ chia cho một ngàn và ở đây phần tổng hợp thì mình sẽ có mở ngoặc mình đưa vào đơn vị tính là một ngàn đồng hoặc là theo ngàn đồng công thức này thì mình sẽ kéo sang ngang cho các tháng còn lại Tương tự như vậy, đối với cột phụ cấp thì cột phụ cấp của mình nó ở cột FGH và cột y tức là mình sẽ có bốn loại phụ cấp. Khi đó ở trong phần báo cáo cơ cấu lương này, phần phụ cấp thì sẽ là tổng có bốn cột, tương ứng với đó là bốn hàm SUMIFS được cộng lại với nhau. Để làm nhanh thì mình sẽ copy hoàn toàn hàm SUMIFS ở bên trên. Sau đó mình paste xuống bên dưới. Và các cột phụ cấp của mình sẽ chạy từ cột F cho đến cột Y Mình sẽ thay cho cột F đầu tiên Mình thay chữ E bằng chữ F Tương tự như vậy thì mình sẽ cộng với lại các cột tiếp theo Cho đến cột G mình xóa dấu bằng thừa này đi Cột G Mình lại cộng tiếp với theo là cột H và cuối cùng mình sẽ cộng với lại cột y. Sau khi hoàn thành thì mình vẫn nhấn enter và mình kéo sang ngang cho cô còn lại. Khi đó chúng ta sẽ tính tổng được phụ cấp của 12 tháng. Tương tự như vậy, đối với phần tăng ca thì phần tăng ca sẽ ở cột Z mình lại copy lại công thức. Sau đó mình paste vào phần tăng ca và mình sẽ thay cột e là bằng cột g. Mình sẽ kéo sang ngang. À chúng ta nhìn thấy công ty này là không áp dụng chính sách tăng ca. Tiếp theo đến cột thưởng. Cột thưởng thì sẽ là ở cột k. Chúng ta lại paste công thức vào. Và sau đó chúng ta sẽ thay đây bằng chữ k. Tương tự mình sẽ kéo sang ngang. Và cuối cùng thì đến phần tổng lương, phần tổng lương ở đây thì sẽ là ở cột V thì chúng ta cũng có thể đưa hàm SUMIFS vào trong cột V hoặc là chúng ta cũng có thể đưa bằng tổng các cột này lại với nhau. Giả sử như sau, mình vẫn áp dụng hàm SUMIFS thì mình sẽ áp dụng đưa đây là mình thay bằng cột V. Tương tự thì mình kéo sang ngang ở phần cuối cùng nó phần tổng cộng thì nó chính là tổng cộng của 12 tháng để làm nhanh thì mình sẽ bôi đen bắt đầu từ tháng 1 cho đến hết tháng 12 sau đó mình sẽ bôi đen thêm cái phần tổng cộng và mình dùng tổ hợp phím an và dấu bằng thì khi đó nó sẽ ra được hàm xăm tự động cho chúng ta Đến phần tiếp theo là phần tỷ trọng Thì ở bên trên chúng ta đã làm được phần tổng hợp rồi Thì phần tỷ trọng nó chính là phần phép chia Tức là chúng ta sẽ lấy từng chỉ tiêu Và chúng ta chia cho phần tổng lương Khi đó công thức của chúng ta đơn giản như sau Đó là mình sẽ dùng dấu bằng Mình dùng cái phần ô bên trên Là lương cơ bản Sau đó mình chia cho phần tổng lương bên dưới Nhưng phần tổng lương bên dưới này Mình cần cố định dòng số 9 lại Sau đó mình sẽ enter Và mình kéo sang ngang cũng như là xuống dưới cho các ô còn lại Phần này thì mình cũng có thể kéo cho cả năm luôn Kết quả thì mình sẽ format nó về dạng phần trăm Thì mình sẽ vào thẻ Home, sau đó mình chọn phần trăm Mình cũng có thể đưa nó khó phần đập phân Để làm cho báo cáo này đẹp mắt hơn thì mình có thể chèn thêm các biểu đồ Ví dụ như sau, ở trong cột ô này mình sẽ tạo thêm biểu đồ Mình sẽ bôi đen từ ô B5 cho đến hết 12 tháng tức là ô M9 và sau đó thì mình sẽ vào thẻ insert ở đây thì mình sẽ chọn dạng biểu đồ Sparkline giả sử mình chọn biểu đồ dạng line nơi đặt biểu đồ thì mình sẽ đặt biểu đồ tại cột O và mình nhấn OK thì khi đó chúng ta sẽ có một dạng biểu đồ dạng line mình có thể kéo rộng cái cột O này ra để chúng ta nhìn thì có thể trực quan hơn thì qua biểu đồ này chúng ta nhìn thấy ở phần lương cơ bản và phần phụ cấp nó sẽ giảm từ tháng 1 cho đến tháng 12 theo hướng giảm dần nhưng mà phần thưởng và phần tổng lương lại tăng dần tức là những cái chỉ tiêu cơ bản như lương cơ bản và phụ cấp thì giảm dần khả năng là do số lượng nhân sự giảm tuy nhiên thì phần thưởng lại tăng lên và càng về cuối năm thì số tiền thưởng càng nhiều do vậy cơ cấu lương liên quan đến phần tiền thưởng nó sẽ tăng dần theo Đến vật tỷ trọng thì mình có thể đưa thêm biểu đồ hình tròn. Mình sẽ bôi đen hai cột là cột chỉ tiêu. Cột thứ hai là cột cả năm. Sau đó thì mình sẽ vào thẻ insert và mình chọn biểu đồ dạng pie. Để biểu đồ trông dễ nhìn thì mình sẽ xóa cái tiêu đề biểu đồ đi. Và mình có thể xóa bớt cái phần ghi chú đi. Sau đó mình sẽ co gọi biểu đồ lại. Và mình đặt bên phía tay phải để hiển thị phần trăm cho biểu đồ thì mình sẽ bấm vào bên cạnh. Sau đó mình chọn data label và mình chọn data color. Thì khi đó kết quả chúng ta nhìn thấy từng chỉ tiêu nó sẽ hiển thị bao nhiêu phần trăm trên biểu đồ, tương ứng với đó là màu gì. Tiếp theo là đến báo cáo số 2, tức là mình sẽ tổng hợp lương theo từng bộ phận. Thì cấu trúc của báo cáo này cũng giống như báo cáo đầu tiên, đó là mình sẽ tách theo từng tháng và ở đây chỉ tiêu theo dõi của mình thì sẽ là theo từng bộ phận thì ở trong các bảng lương thì cột bộ phận sẽ nằm ở cột C và cột tổng tiền lương thì sẽ nằm ở cột V. Để làm cho nhanh thì mình sẽ đưa vào sheet báo cáo cơ cấu lương. Sau đó thì mình sẽ copy cái công thức ở phần tổng lương. Mình sẽ paste sang phần lương của tháng 1. Vì cấu trúc của nó là tương tự, sau đó thì mình sẽ thay thế như sau, cột tính tổng thì vẫn là cột V. Cột điều kiện ở đây thì sẽ là sang cột C. Và giá trị của cột C sẽ so sánh với lại cái ô bộ phận mà chúng ta đặt bên phần báo cáo. Điều kiện cho bộ phận thì mình sẽ cần cố định cột A lại. Và đơn vị tính của mình vẫn là theo ngàn đồng. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Mình sẽ kéo sang ngang. Và kéo xuống dưới. Khi đó chúng ta làm báo cáo rất là nhanh. Đó là theo tổng lương từng tháng và theo từng bộ phận. Đối với cột cả năm và dòng tổng cộng bên dưới thì mình sẽ bôi đen. Sau đó thì mình sẽ nhấn tổ hợp phím an và dấu bằng Thì đó nó sẽ ra hàm sum tự động cho chúng ta Đối với phần 2 là phần tỷ trọng Thì cũng tương tự như báo cáo đầu tiên Đó là chúng ta sẽ làm pháp chia Chúng ta sẽ lấy bộ phận đầu tiên Chúng ta sẽ chia cho tổng cộng lương Và ô tổng cộng lương này Thì chúng ta cần cố định dòng Sau đó thì chúng ta sẽ kéo sang ngang Và kéo xuống dưới Tương tự thì mình sẽ format kết quả về dạng phần trăm Và có hiển thị phần thập phân Ok chúng ta thấy đó là cái báo cáo này công thức cũng tương tự như báo cáo đầu tiên Nên chúng ta làm rất là nhanh Và tương tự để cho đẹp mắt hơn thì mình sẽ tạo thêm các biểu đồ Ví dụ ở trong phần tổng hợp thì mình sẽ bôi đen từ tháng 1 cho đến tháng 12 Sau đó mình vào thẻ insert ở phần Sparkline này, giả sử ở đây, mình sẽ chọn dạng Column Và cột trỏ vào vẫn là cột O OK, mình có thể kéo rộng cột này ra. Mình sẽ chọn đây là line. Tiếp theo đến phần tỷ trọng, thì mình vẫn tạo thêm biểu đồ hình tròn bằng cách đó là bôi đen của bộ phận. Sau đó bôi đen cột cả năm. Và mình sẽ vào thầy insert vẫn là chọn pie. Tương tự bỏ tiêu đề và bỏ diễn giải cho nó rộng biểu đồ. Mình sẽ co gọn lại và đưa cái chỉ số phần trăm vào sau đó thì mình sẽ đưa trở lại bên phía tay phải ở phần các chỉ tiêu cô lao này để cho đỡ bị dính chữ thì chúng ta cũng thể kích vào từng chỉ tiêu sau đó chúng ta kéo ra thì khi đó chúng ta nhìn thấy nó sẽ không bị đè chữ lên nhau Đến báo cáo cuối cùng đó là báo cáo dạng mắc min Tức là chúng ta sẽ phân tích xem trong từng tháng thì tổng lương là bao nhiêu Lương cao nhất là bao nhiêu, lương thấp nhất và lương trung bình là như thế nào Và ở đây mình sẽ chọn thêm một điều kiện nữa đó là theo từng bộ phận Và tương tự đối với chi tiêu tổng lương thì bản chất ở đây vẫn là hàm sao IPS Thì mình sẽ đưa sang phần lương bộ phận và mình sẽ copy công thức ở ô đầu tiên Mình paste vào đây Đối với điều kiện thì vẫn là cột bộ phận nhưng mà giá trị điều kiện lúc này không phải đặt ở o 5 nữa mà đặt ở cái OB2. Khi đó mình sẽ thay giá trị o 5 ở trong công thức. Chỏ vào OB2 và sau đó mình nhấn F4 cố định lại. Tương tự thì mình sẽ nhấn Enter và mình sẽ kéo sang ngang. Tiếp theo là đối với phần đương cao nhất thì mình sẽ copy toàn bộ hàm sumifs mình nằm ở trên. Và mình paste xuống sau đó thì mình thay hàm sum ips bằng hàm max ips. Đối với đường thấp nhất thì vẫn tương tự, mình viết lại công thức thay hàm sum ips bằng hàm min ips. Và cuối cùng là lương trung bình thì mình sẽ đưa vào và mình thay hàm sum ips bằng hàm average ips. Sau đó thì mình sẽ bôi đen đao ô này và mình kéo sang ngang cho các tháng còn lại. Thì rất nhanh chúng ta đã làm được báo cáo phân tích theo chỉ tiêu, tổng lương là bao nhiêu, lương cao nhất, lương thấp nhất và lương trung bình là bao nhiêu. Và cũng tương tự, để báo cáo này trực quan hơn thì mình sẽ vẽ thêm biểu đồ bằng cách đó là mình sẽ bôi đen của tổng lương. Sau đó thì mình sẽ vào thẻ Insert. Ở đây thì mình sẽ chọn biểu đồ dạng Column mình có thể bỏ cái tiêu đề biểu đồ đi và ở đây thì biểu đồ theo từng tháng thành ra mình có thể add thêm một cái đường trên line vào bằng cách mình bấm vào dấu cộng sau đó mình chọn trên line và trong phần trên line này thì mình có thể chọn cái đầu tiên đó là cái phần line layer. hoặc là chúng ta cũng có thể chọn các chỉ tiêu khác như chẳng hạn cái thứ hai hoặc là cái thứ ba giả sử mình sẽ chọn cái thứ tư này thì chúng ta sẽ thấy hai đường bây giờ thì mình sẽ thay đổi điều kiện cho báo cáo ở cột bộ phận thì mình sẽ thay đổi điều kiện ở OB2 Giả sử như sau, mình thay đổi cho bộ phận văn phòng Thì chúng ta thấy cả báo cáo và biểu đồ đều chạy Tiếp theo mình thay đổi cho bộ phận kho vận Hay là tương tự bộ phận bán hàng Hay là bộ phận tài chính kế toán trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta làm ba báo cáo quản trị về tiền lương bao gồm báo cáo đầu tiên là báo cáo tổng hợp cơ cấu lương báo cáo thứ hai nó là báo cáo lương theo bộ phận và báo cáo thứ ba là báo cáo về phân tích tiền lương hy vọng video này sẽ giúp bạn chuyên phụ trách về nhân sự tiền lương và tổng hợp thống kê có thể ứng dụng để tạo ra các báo cáo về quản trị cũng như là tổng hợp được chuyên nghiệp và trực quan hơn hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau